Bạch sư cho con hỏi, con là trai út trong gia đình, việc thờ cúng dỗ con lo vì ở nhà thờ tổ tiên. Từ khi con tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên tại thiền viện Nguyên Thủy về, con có báo người thân là muốn xuất gia luôn. Người thân con có người hoan nghỉ, có người bảo là nhà thờ không lo cúng kiến mà muốn đi tu. Sư cho con hỏi là một giới tử cũng như một tỳ kheo có được về nhà khi dỗ cha mẹ và Tết, có được thắp hương lễ bái bàn thờ gia tiên không? Khi sư xuất gia thì đến ngày dỗ, thí dụ như ngày dỗ ông thân của sư, ngày dỗ ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, thì sư làm lễ trai tăng cúng dường. Xin thưa là cái sự cúng của sư ở chùa đó nó còn có ý nghĩa hơn, vừa thuận tiện vừa có ý nghĩa, bởi vì có chư tăng làm phước và hồi hướng đến quyến thuộc đạo quá vãng. Có nghĩa là khi sư xuất gia thì cái việc cúng kiến thậm chí nó còn dễ hơn nữa. Tới ngày dỗ là mình xin tổ làm buổi lễ trai tăng đó, rồi có khi là mời một số Phật tử gọi là thân quen, rồi mời gia đình đó có thể đến chùa. Khi mà đến chùa như vậy là người thân trong gia đình nè đó, các vị ấy là được tụng kinh này, được nghe pháp này, được cúng dường. Nó còn có lý hơn là mình tổ chức ở nhà. Trong khi đó ở nhà đó, dỗ làm cái gì? Ăn nhậu, ca hát, toàn là bất thiện. Mà người thân quá vãng thì xin thưa có khi họ không nhận được cái gì hết trơn. Trong khi đó mình tổ chức ở chùa, vừa tạo điều kiện cho người nhà, mà vừa có hiệu quả là cho người thân đã quá vãng. Cho nên cái chuyện là mình là tu sĩ, vào các cái dịp mà ngày dỗ quải mình làm còn tốt hơn là cái người ở nhà. Cho nên là khi quý vị xuất gia đó, thì dần dần quý vị thay vì tổ chức ở nhà, cái trách nhiệm của mình làm sao đó lôi tổ chức ở chùa, nó sẽ tốt hơn. Cho nên là đừng có lo về việc này. Còn cái việc mà về nhà thì về nhà quý vị thắp hương thì vẫn cứ thắp hương, nhưng nhớ không có xá, không có lạy. Tại vì các vị đó là các gọi là, thứ nhất là không phải là con người. Nhớ nha, nếu mà một vị tỷ kheo á, là không có vái lạy phi nhân, luôn cả chư thiên, không có lễ lạy chư thiên. Vị tỷ kheo chỉ lễ lạy Phật và các vị tỷ kheo khác lớn hạ hơn thôi. Còn cho nên là thắp hương thì theo như là cái phép lịch sự thì có thể thắp, nhưng mà xá hay là lạy thì không có được.